là 5 bước giúp bạn từng bước có thể xây dựng một doanh nghiệp tự do trên Internet, có thể giúp bạn tạo ra dòng thu nhập thụ động không giới hạn nếu như các bạn muốn một công việc tại nhà và muốn từ từ bước ra khỏi công việc làm 8 tiếng một ngày hay còn gọi là làm thuê của các bạn. Bạn đang gặp vấn đề với công việc của mình, bạn đang muốn thoát khỏi nó, bạn đang chán ngấy với công việc văn phòng một ngày 8 tiếng và muốn tìm hướng đi khác hơn, bạn hay nói cách khác là muốn tìm một công việc tại nhà. Nếu như các bạn muốn tìm kiếm một công việc tự do hơn, có thể làm ngay tại nhà của các bạn thì không thể nào bỏ qua sự phát triển của Internet. Làm thế nào để có thể có một công việc tại nhà trên Internet, đúng không? Sau đây Hường sẽ chia sẻ về 5 bước giúp bạn từng bước có thể xây dựng một doanh nghiệp tự do trên Internet, có thể giúp bạn tạo ra dòng thu nhập thụ động không giới hạn nếu như các bạn muốn một công việc tại nhà và muốn từ từ bước ra khỏi công việc làm 8 tiếng một ngày hay còn gọi là làm thuê của các bạn. Bước 1. Ra quyết định thay đổi để có một công việc kinh doanh trên Internet. Đầu tiên các bạn cần phải nói với chính mình, các bạn phải là người ra quyết định về cuộc đời mình. Sau khi ra quyết định, các bạn cần phải làm thế nào để cái quyết định đó ăn sâu vào chính con người mình. Có thể bạn quyết định hôm nay nhưng các bạn không tự làm thủ thuật với chính mình, các bạn sẽ quên ngày mai hoặc ngày kia đó. Nên sau khi ra quyết định, hãy làm thế nào để cái quyết định đó nó ăn sâu vào tiềm thức của mình, để cái quyết định đó đi sâu vào trong suy nghĩ, trong tư duy và trong ngay cả khi mình ngủ mình còn mơ về cái quyết định đó, thì lúc đó chúng ta mới có thể vượt qua nỗi sợ hãi và hành động được. Ai cũng mong muốn là làm một việc dễ hơn là một việc khó. Thường chúng ta sẽ chọn làm một việc dễ hơn là một việc khó. Giống như kiểu sống trong vùng an toàn thì dễ hơn là mở rộng vùng an toàn. Như vậy thì cái lớn nhất khiến cho các bạn còn chần chừ hoặc là cái khác biệt lớn nhất giữa một người hành động liên tục và đạt kết quả lớn và một người có kết quả bé, đó là nỗi sợ hãi. Chẳng qua các bạn chưa làm là các bạn còn đang rất là sợ, hoặc các bạn chưa rèn cho mình cái suy nghĩ đủ nhiều, cái sự ăn nhập về cái quyết định đó đủ nhiều, nên một khi gặp một chút khó khăn là các bạn lại quay về lối đi cũ, các bạn lại quay về cái nhịp sống cũ. Như vậy cái điều quan trọng nhất là làm thế nào để tiềm thức của các bạn suy nghĩ nhiều về cái việc ra quyết định, đã qua ra quyết định khởi nghiệp kinh doanh, xây dựng hệ thống kinh doanh trên Internet. Các bạn có thể chọn cái việc là hãy tập nghe, nói, đọc, viết, học về những thứ liên quan tới Internet. Mỗi ngày thay vì mở YouTube coi giải trí thì các bạn hãy mở YouTube coi những thứ liên quan tới việc kiếm tiền trên Internet. Hoặc là các bạn đọc những cái cuốn sách như là bí mật.com, bí mật chuyên gia hay là Traffic Secrets, hay là những cuốn sách về kinh doanh bán hàng, về marketing online vân vân. Và viết, hãy viết status, viết những cái nội dung hàng ngày về cái nội dung về kinh doanh online, và chọn những người bạn, những người mà họ đang thành công hoặc đang nỗ lực theo con đường kinh doanh trên Internet. Chọn cho mình một người thầy, một người mentor đã thành công trong lĩnh vực Internet Marketing, và chúng ta xem suy nghĩ về Internet Marketing. Tất cả những thứ đó giai đoạn ban đầu chúng ta phải tập. Không thể nào từ một người có một cái suy nghĩ bình thường, một cuộc sống văn phòng bình thường mà đùng một cái trở thành công được, hoặc đùng một cái hành động quyết liệt và mạnh mẽ được. Nên nhiệm vụ của các bạn hãy nghe, nói, đọc, viết, suy nghĩ, đặt cảm xúc những gì đó, những gì mình muốn về Internet Marketing. Suy nghĩ nhiều lên, tập quen với cách suy nghĩ về xây dựng hệ thống kinh doanh trên Internet. Rồi một ngày các bạn sẽ quên đi nỗi sợ hãi và các bạn cứ dấn thân liên tục cho đến khi mình đạt mục tiêu trong kinh doanh, chúng ta đạt kết quả trong Internet. Bước 2. Dành một khoảng thời gian để tìm hiểu các mảng kinh doanh trên Internet theo chiều rộng. Có nghĩa là việc kiếm tiền và tạo dòng thu nhập thụ động trên Internet có rất là nhiều cách. Các bạn có thể chọn trở thành một YouTuber, các bạn làm những video nhiều lượt xem và cho người khác đặt quảng cáo trên những video của mình học. Hoặc các bạn có thể chọn làm dropship, các bạn có thể lấy hàng bên Trung Quốc và đem bán tại Amazon,
hoặc là các trang khác ở trên trên thương mại điện tử nước Mỹ chẳng hạn. Hoặc là các bạn cũng có thể là chọn lấy hàng ở Trung Quốc và bán ở Việt Nam, đăng lên các kênh như Tiki, Lazada, Shopee v.v. Hoặc là các bạn cũng có thể chọn một mảng kinh doanh nữa là affiliate marketing, các bạn bán sản phẩm cho người khác và nhận hoa hồng. Việc của các bạn đó là mình sẽ bán, việc của mình là marketing và bán hàng ở trên internet thôi. Còn việc giao hàng, chăm sóc khách hàng, vận chuyển này nọ, sản xuất là cái trang bán hàng này nọ là nhà sản xuất lo, thì đấy là affiliate marketing. Hoặc là các bạn cũng có thể là xây dựng những cái app, học cách xây dựng cái app để mà chúng ta có thể là cho người khác đặt quảng cáo lên, hoặc là chúng ta kiếm tiền nhờ lượt tải xuống, hoặc là nhờ lượt chơi game v.v. Có rất là nhiều cách để chúng ta có thể ngồi tại nhà và kiếm tiền trên internet một cách thụ động. Nhiệm vụ của các bạn đó là chúng ta ban đầu phải tìm hiểu rộng có những cái mặt nào, và trong những cái cách có thể kiếm tiền trên internet đó bao gồm cả cái việc làm của viết bài cho người khác hay chạy quảng cáo cho người khác v.v. Có vô vàn những cách có thể kiếm tiền trên internet, thì chúng ta chọn xem cái cách nào thứ nhất là phù hợp với nguồn lực của chúng ta hiện có về mặt vốn, về mặt kiến thức, hoặc là về cái mong muốn, về tầm nhìn của mình chẳng hạn. Và trong tất cả những cái mảng đó, chúng ta chọn những mảng nào có thể tạo ra được dòng tiền lớn cho mình. Và điều đặc biệt, một yếu tố quan trọng để các bạn chọn cái mảng nào các bạn xem, các bạn theo đuổi, đó là mảng đó có kinh doanh được toàn cầu hay không, hệ thống kinh doanh của nó có không giới hạn hay không, nó có thể giúp cho các bạn tạo ra dòng thu nhập thụ động không có mức trần hay không. Thì cái việc chọn cái mảng nào yếu tố thích là yếu tố thứ hai, cái yếu tố quan trọng đó là yếu tố đó, yếu tố có thể tạo ra dòng tiền thật và giúp cho các bạn có cuộc sống tự do, có thể làm việc ngay tại nhà và không phụ thuộc vào người khác hay không. Nên là cái bước hai các bạn cần làm đó là tìm hiểu tất cả những cái mảng và tìm những ai đã thành công trên những cái mảng đó, và chúng ta xem được cái mảng nào và chúng ta hãy chọn lấy một mảng để mà chúng ta theo đuổi hết mình. Và các bạn biết sao không? Nếu như các bạn cứ chọn đại một cái mảng nào đó và các bạn nghe nói rằng là có thể tạo ra được dòng thu nhập trên internet này nọ, có thể làm việc ở nhà này nọ, nhưng một ngày các bạn nhận ra là các bạn không thích cái mảng đó, hoặc là các bạn nhận ra là có những cái mảng khác ngoài kia, nghe đâu đó có ai đó kiếm được thật là nhiều tiền từ mảng khác, hoặc là bạn bè hoặc là những người xung quanh rủ sang những cái mảng khác, nếu như các bạn chưa tìm hiểu đủ rộng thì các bạn sẽ bị phân tâm, các bạn không thể nào tập trung được, và các bạn cảm thấy mảng nào cũng có một cái điểm hấp dẫn nào đó, và các bạn cứ muốn đi, và rất là dễ nghe theo những cái lời mời của những người khác, những người tạo ra cơ hội kinh doanh khác. Chỉ khi mà các bạn có sức mạnh, nội lực đủ lớn, các bạn tự tin vào chính mình trong cái quyết định của mình, thì các bạn chắc chắn sẽ thành công ở trong lĩnh vực mà các bạn đã chọn. Bước 3, chuyển giao giữa công việc chính full time của các bạn sang công việc mà các bạn đang theo đuổi. Như là giai đoạn ban đầu, các bạn đừng nên là nghỉ vội công việc chính mà hãy làm part time thôi. Có nghĩa là ngoài các công việc chính bình thường của các bạn thì các bạn dành một cái khoảng thời gian nào đó trong ngày, ví dụ sáng dậy sớm hoặc là buổi tối để 2-3 tiếng các bạn theo đuổi các công việc mà các bạn đã ra quyết định với cái chiếc laptop, với internet của mình. Các bạn dành một cái khoảng thời gian trong ngày, và đương nhiên giai đoạn này các bạn sẽ vất vả hơn, các bạn sẽ chịu vất vả hơn một chút so với 80% những người chỉ làm có công việc chính của họ và họ chưa có được cái ước mơ tự do như các bạn. Tuy nhiên là giai đoạn đầu ai cũng vậy, cũng sẽ gặp rất là nhiều áp lực. Tuy nhiên người thành công sẽ vượt qua tất cả những áp lực đó và họ cảm thấy hạnh phúc vì họ đang bước chân một bước nào đó trong con đường xây dựng ước mơ và tương lai của mình. Thì các bạn có thể là chọn cách là làm cả hai một lúc, nhưng đến một ngày khi mà các bạn thấy cái công việc tự do trên internet của các bạn đã một chút nào đó thành công rồi, các bạn suy nghĩ tới cái việc nghỉ công việc chính, thì hãy đảm bảo rằng các bạn phải chuẩn bị ít nhất là 3 tháng sinh hoạt phí của cá nhân mình và của những người phụ thuộc mình.
phải ít nhất là 3 tháng sinh hoạt phí để đảm bảo rằng trong thời gian đó bạn không phải lo lắng về việc những cái vấn đề trong cuộc sống của mình. Thì khi mà các bạn làm và dấn thân ở bước này thì hãy tập trung 100% và hãy chọn cho mình một môi trường và luôn luôn động viên, tạo động lực cho mình liên tục, là liên tục giống như kiểu là Edison test chiếc bóng đèn 10.000 lần vậy đó. Thì các bạn làm đã bao nhiêu thì hãy nỗ lực, làm không được làm lại, người làm không được làm lại, cứ như vậy. Cứ thao tác đó chắc chắn là các bạn sẽ tìm đến cái ước mơ của mình, sẽ đạt mục tiêu về thu nhập và đạt được xứng đáng như những gì bạn đã bỏ ra, chắc chắn là như vậy. Rất là nhiều người đã đạt được nhờ cái việc họ nỗ lực hết mình, vượt qua những cái giới hạn của bản thân để đạt được mục tiêu trong thu nhập và tự do, có một cuộc sống tự do, đi du lịch đây đó, nhiều nơi mà vẫn tạo cho mình dòng thu nhập. Việc đi du lịch mà vẫn tạo ra dòng thu nhập cho riêng mình, đó là điều có thật. Bước 4 là 100% tìm mọi cách để đạt mục tiêu trong lĩnh vực mình đã chọn. Các bạn có thể làm phối hợp nhiều cách, gọi là đánh nhiều cách để đạt mục tiêu thu nhập của mình. Các bạn kết nối với những người thành công, kết nối với những người đang làm. Các bạn đi học, học online, học offline, tham gia các tổ nhóm, tự học, tự nghiên cứu các thông tin dữ liệu trong nước, những người thầy trong nước, những người thầy ngoài nước. Các bạn có thể dậy sớm đi đến những nơi mà những cái môi trường họ đang làm trong lĩnh vực đó, hoặc là những lĩnh vực bên cạnh, kết nối với những người thành công khác. Các bạn sẽ học cái cách mà họ đạt được mục tiêu trong thu nhập của họ và các bạn áp dụng cho chính mình. Hãy học hỏi và nên nhớ rằng trong cái hành trình học hỏi đó, các bạn cần phải cho đi, hãy liên tục cho đi và đừng mong nhận lại ngay lập tức. Nhưng chắc chắn khi mà các bạn cho đi đủ nhiều, các bạn cho đi đủ số người mà mỗi người các bạn học được một ít, thì các bạn sẽ chắc chắn đạt được mục tiêu của mình. Mục tiêu, bất kể mục tiêu gì, mục tiêu thu nhập của các bạn bao nhiêu, hoặc mục tiêu doanh số của các bạn bao nhiêu, mục tiêu hệ thống của các bạn lớn bao nhiêu, thì các bạn chắc chắn sẽ làm được. Và hãy liên tục cho đi, hãy hành động 100% và dành thời gian, một cái thời gian quan trọng trong ngày, thời gian nào đó mà các bạn cảm thấy là các bạn năng lượng nhất, hãy dành cho cái công việc mà các bạn yêu thích nhất, dành cho cái tương lai của mình, hãy dành cái thời gian quan trọng nhất cho cái ước mơ lớn nhất cuộc đời mình. Bước 5, chia sẻ và cho đi. Khi mà các bạn trở thành một chuyên gia, một guru, một bậc thầy ở trong lĩnh vực của mình mà mình đã chọn rồi, thì các bạn có thể hoàn toàn tổ chức những chương trình để chia sẻ những kiến thức mà bạn đạt được cho những người xung quanh. Việc chia sẻ sẽ giúp đỡ được rất là nhiều người sẽ đạt được thành công như bạn. Nhờ đó các bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn, giúp cho các bạn thành công rực rỡ hơn. Bên cạnh đó, nếu như các bạn có những chương trình đào tạo và chia sẻ, có thể giúp cho các bạn nâng nguồn thu nhập của mình lên, cũng như nhiều người biết đến hơn, các bạn bắt đầu có những cái sứ mệnh cao cả hơn, đặt cho mình những mục tiêu lớn lao hơn trong cuộc đời. Ok, cảm ơn các bạn đã xem bài chia sẻ của Hường. Hãy nhấn ngay vào nút đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để những video chia sẻ tiếp theo đến ngay đến tay bạn, để nhận được những bài học sớm nhất nha. Hãy bình luận bên dưới bất kỳ thắc mắc gì, hoặc bình luận bên dưới để chúng ta sẽ học tập và chia sẻ với nhau, hoặc bình luận bên dưới để chúng ta cùng tần số và tiến lên.